Nên mở cái lò nướng mọi người, maximum luôn nha. Cho nó nóng, nóng là khi mình làm bánh mình bỏ vô là nó vừa. Chứ mà để lò nguội là cái bột này nó sẽ bị nhão. Bị nhão là nó bị dính mọi người. Làm bánh pizza tròn. Làm chút xíu cho cái viền cho nó đẹp mọi người. Bây giờ chế cái sốt này lên. Hôm nay mình nướng bánh pizza với lại cái bí ngòi. Bí ngòi với lại có cái con vịt á mọi người, mình làm theo kiểu hải sản á. Để nguyên con luôn khỏi cắt. Cái này là phô mai, hôm nay em sử dụng phô mai mozzarella nhưng mà loại tươi. Cho nên là em xé sợi á mọi người, chứ không có bào nhuyễn như mấy bữa nữa. Đó mình xé sợi ra. Bỏ vô nhiều lắm á. Rồi mình bỏ vô lò. Rồi sau khi cái nướng xong mình sẽ cho cái phần cá hồi vô sau. Cá hồi mình phải để xong. Đó nha. Nhỏ thì mình phủ một lớp bột như bên này rồi. Rồi mình làm bánh pizza. Nè bánh pizza nè. Cái tròn. Đó. Rất là nhanh đúng không? Sốt cà. Bỏ vô. Mình sẽ bỏ cà. Tiếp theo là mình sẽ cho cà vô. À, bánh đang nướng nè mọi người, bánh cái bột nó đang nở lên đó, đó ngon chưa? Cái phô mai mozzarella nó cũng đang chảy ra, khoảng vài phút nữa là xong, vài phút nữa là cái bột nó vàng là mình ngưng nướng. Đây mọi người, pizza xong đây, cái này là loại bánh sốt sữa với lại cá hồi. Cá hồi khi mà nướng xong bỏ sao ha, còn này là cà bắp. Với lại xúc xích. Còn pizza tươi nè mọi người. Đó. Này là cá hồi tươi với bắp. Với salad để cho nó đẹp. Nhưng Lucas cách ăn dụng, Lucas cách muốn ăn quá chừng luôn, Lucas đoạn á. Ba ba đang trong vai trò cắt bánh. À, xin chào mọi người. Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Hôm nay ăn ba pizza. Hôm nay mẹ làm ba nướng ba cái bánh pizza luôn.
Rồi con cách giới thiệu bánh pizza đi nè. Pizza hải sản nè. Con muốn cái này ăn. Ủa trong này có cái gì giới thiệu cô chú, trong pizza này có gì? Cái bánh này có gì? Cái quả cơ. Cái này. Cái này là bí ngòi. Bí ngòi. Con vẹm. Con vẹm. Cái này là ớt vuông. Ớt vuông. Phô mai. Phô mai có. Đây có trái cá, sốt xít, ý hột bắp. Bắp. Cái có salad cá, chi bì, ý cái này cái bắp. Đó, xin mời mọi người nha. Hôm nay mình ăn bánh pizza mọi người, bánh pizza ngon quá chừng luôn nè. Boy, papa. Папа, давай мы будем. Папа, давай мы будем есть пиццу на какой у нас стороне? У меня стороне вот такой пиццы. Пицца вкусная. Amazing. Мама, молодец. Перед этим чем надо съесть, надо сначала приготовить, а потом это съесть. Это как сахар, да? Cái hồi á, nó nướng cái bánh xong rồi, tôi bỏ cái hồi lên mà nó cũng chín. Con làm как Коля, как папа мой, чтоб хам до. Xin chào. И какое оно, что да, почему ты никак нельзя держу? Правильно держу так пиццу. Много. Давай убей, да? Пия, 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 пия. Не, ну только хам. Это такой же вкус, как... Можно твою пиццу попробовать? Хорошо. Папа, знаешь что? Я буду до самого вкусного. Я буду сначала... Папа, нельзя есть тимки. Ага. Ну, этим мы сорвем. Mình bỏ thêm cá hộp nữa mà rất là ngon luôn, thơm lắm. Tonight very good pizza. Bệnh nhiễm virus hết trơn luôn mọi người, mà nặng nhất là bác sĩ mà how many total doctor sick corona virus 1100 from 6000 ở đây người bệnh 6000 người rồi nhưng mà 1100 bác sĩ bị bệnh bị nhiễm mọi người, không biết tại sao, chắc là do trong cái thời gian làm việc á, xong mấy người mà ta đến khám bệnh rồi bác sĩ không biết mà không có đồ bảo hộ đó nên bị nhiễm lây quá chừng luôn. 1100 bác sĩ bị nhiễm bệnh người, kinh khủng không? Спасибо, чтобы вирусов не было. Ở đây bắt đầu á, đóng cửa rồi. Từ lúc mới có 3 người bị bệnh nè. Phải đóng tất cả luôn á. Sân bay rồi người hoạt động luôn á. Nhưng mà bây giờ phát lên 6 người, kinh khủng ghê không? Nhưng mà đóng cửa sớm rồi giống như mấy nước kia luôn.
Mà tội nhất là bác sĩ bệnh nhiều quá, ai chữa trị vậy? Delicious, beautiful. Cái bánh này nhìn đẹp mà. Bỏ thơ lát lên xanh xanh. Rồi có cá hồi. Có bắp nữa. Yes, fresh. Fresh, please. I want the fish too, but... Nó tội quá. No, fresh fish not much. Not very good. Yeah. It looks beautiful, but... Mm-hmm. It's not sushi. Uh-huh, yeah. Oh, I saw on Facebook so many. Rồi cái bánh này nè, cái kiểu này bắt chước trên trên Facebook mọi người, mấy cái nhà hàng á, người ta làm cái kiểu cá sống gì nè, rồi bỏ salad rồi lên giá đẹp đẹp đó, bắt chước làm. Nhưng mà theo làm thì nó cảm nhận ăn nó không ngon bằng cá sống này, phải ăn sushi với cơm mới ngon. Còn cái bánh nướng với cá gì á phải là hơi chín. Chứ chín ăn sống không ngon bằng sushi. Con tôi đã cung một chút xíu. Còn bánh ngon nhưng mà không có Sprite. This Sprite is Fanta. Hả? You didn't know? You look it? I know him. Không có xin. Может, он Пепси? Ну, Пепси чипсил. Ну, что? Почему? Ну, он Пепси. Ну, что? Ну, что? Чего мы делаем, нước chanh? Nó là ngon. Tắp chưa tắp. Nó mất cũng ngon. Ăn đã đầu luôn. Chim cần. I want one. Fish or sushi? Nồi cá hôm nay mời ăn không nhiều nữa hết luôn. Và cá hôm nay mẹ dạy cho con tiếng Việt á, con nhớ không? Đọc cho cô chú nghe nè. Cái gì? Gió lù vậy? Nó là kiểu cảm cảm giác hả? Hôm nay bữa giờ mọi người, nói chung là em dạy em Lucas học tiếng Việt lâu rồi nhưng mà không có thường xuyên á, thì thỉnh thoảng cũng dạy em thêm cho nên là em cũng còn nhớ. Hôm nay học bài văn gì, bài văn là gió gì, gió là sao, gặp cô đúng nha. Còn nhớ không? Dô lù. Kể. Dô lù cù số. Gió lù kể lá. À cười bình nào được. Gió lù kể lá. Wow, bây giờ lúc mà. What is it? Today is the team in the book. Thôi. Gió lù kể lá. Gió lù kể lá. Lá gì nữa? Tiếng học tiếng Nga rất là mau thuộc luôn. Tự vì em rành tiếng Nga mọi người. Còn tiếng Việt á, thì em đọc sách á, thì đọc cầm sách đọc được. Nhưng mà khi nhớ thì không nhớ. Nhưng mà Lucas gave us fish. Ba người đã hết ba cái bánh nhiều quá. Thấy nó sốc nhớ. Chờ phu. Một tên
Это ужин сегодня. А половину пиццы съел. Обалденно, да, ужин? Да. Как он там? Хаму. Хаму? А ты на охоту кому? Nói chung cái nào cũng ngon. Mà cái cá sống này thì không ngon bằng cái này. Đã hiểu chứ không? Xin cô đưa ở bên cà phê. So they just are good. Спасибо, мама. Да, вкусно? Очень. А, bữa ăn pizza hôm nay tới đây mọi người. Cảm ơn mọi người luôn theo dõi nha. Bye bye. Hẹn gặp lại vào tiếp theo nha mọi người. Bye bye. Sure, không quên like. Không quên, không quên like. Đừng có quên like cái video nha mọi người. Bye bye. Cảm ơn cô chú rất là nhiều. Bye. Bye bye.